Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và đang ủng hộ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 18.000 tập căn BKX. Thì chương trình góp này random cho 10.000 người, 10.000 giấy may mắn nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mà tắt chatbot nào bạn. Rồi bấm số này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên của bạn số này góp kênh seller nữa bạn. 10.000 giấy mà mình không nhận được là mình cũng xui lắm nữa. Rồi, các bạn số hết tất cả trang mạng xã hội nha bạn. Rồi bạn bật up lên nào. Sau đó các bạn copy hashtag này. Rồi các bạn sao chép lại nè bạn. Follow Twitter nè. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn like nè. Các bạn chụp dẫn cho bài viết nè. Các bạn dán hashtag này các bạn copy vào nè. Cho bớt dòng chữ này đi các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn ghi vài chữ đi các bạn. Good airdrop. Nghe là dự án tốt. Oh, verify dự án tốt. Rồi các bạn bắt đầu lên bot nè. Rồi bạn follow Facebook nè. Xem Facebook của ông thích nghe tất các bạn. Để bấm thích này nè, các bạn chia sẻ công khai luôn nè. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Cho anh tiếp kênh seller nữa nè. Rồi follow Twitter và retweet cái nó nè. Trên Twitter này bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chích dẫn cho tweet nè. Các bạn chích dẫn cho username đó đi bạn. Các bạn ghi ra cộng iDrop là nó hiện ra, các bạn nhấp vào các bạn tweet lên nè. Sau đó thì bạn bắt đập lại bên phong, bấm reset. Phone là cái điện thoại lưới cấp trang nha bạn. Rồi dòng đầu tiên của bạn là địa chỉ email của các bạn giao nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với BNB xem trên BET20 trên YouTube của các bạn nha các bạn. Ôi là giá của BNB tăng một cái đột biến thiệt. Rồi tiếp tục bằng cả đường link profile Twitter mới nè. Các bạn mở Twitter mình ra nghe tất cả bạn. Các bạn nhập avatar của mình, nhập vào một hồ sơ nè. Nhập vào ba cái anh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè. Gọi là cho bot nè. Sau đó submit link retweet nè. Để coi bài nào các bạn. Rồi cái bài các bạn đã dán hashtag nha các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn chia sẻ cái bài này nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Để lại cho bot nè. Sau đó nó hỏi các bạn follow Facebook phòng mạng heo so net nè. Tiếp tục gửi đường link vào profile Facebook nè. Mấy này cũng khá là đơn giản. Rồi trên Facebook thì bạn nhập vào mũi tên nè. Rồi nhập vào anh avatar của mình nè. Nhập vào ba gạch cùng nè. Sao chép liên kết nè. Các bạn gửi đường link trang cá nhân của mình cho nó nghe tất các bạn. Rồi nó có trên channel bấm mail heo so net. Rồi có follow Twitter không mail heo so net. Rồi bấm vào menu. Bấm mi balance để check số cầm mình kiếm được nè. Mình đã nhận được 18.000 token BKR nè. Các bạn việc lên ghép chia sẻ trong ba những thằng nó kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.